Chúng ta sẽ làm món sữa tươi trân châu đường đen nhé. Để làm món sữa tươi trân châu đường đen thì nguyên liệu của chúng ta là gồm có đường đen này, mình sẽ dùng củ huynh nhé. Đây, mình sẽ dùng củ huynh là hắc này, rất là thơm. Và cái trân châu ấy, trân châu mà là chúng ta lúc ủ để pha trà sữa trân châu bình thường ấy thì chúng ta sẽ không rửa. Đây, và chúng ta lấy luôn cái hỗn hợp mà cả nước cả trân châu này để lấy cái độ đặc sánh của nó nhé. Chúng ta xào cái hỗn hợp này trong vòng 10 phút nhé. Chúng ta đảo đều liên tục nhé. Trang trí từng cốc xung quanh như này nhé. Chân trâu đen vừa xong rồi, lắng đều như này. Và chúng ta hoàn thành xong một ly sữa tươi chân trâu đường đen nhé.